Dù không chơi thực sự ấn tượng ở giải ngoại hạng Anh thời gian qua, nhưng Chelsea luôn thi đấu rất hay ở các trận đấu cúp và hai chiến thắng thuyết phục trước Tottenham ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh đã chứng minh điều đó. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel đơn giản là vượt trội đối thủ cùng thành phố ở sự tập trung và khả năng giải quyết trận đấu trong những thời điểm quyết định. Vì thế, cuộc đối đầu với đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 như Plymouth không phải là thử thách quá khó khăn với thầy trò Tuchel. Đội bóng London rất muốn có thêm một trận thắng nữa để mang lại sự hứng khởi cho các cầu thủ trước khi quay trở lại với cuộc đua vô địch Premier League khi đã bị Man City và Liverpool bỏ lại phía sau. Ở trận này, huấn luyện viên Tuchel sẽ không có được sự phục vụ của Ben Chilwell, James vì chấn thương và thủ thành Mendy thì đang trở về làm nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia. Trong khi trung vệ Thiago Silva cũng phải thi đấu vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, trước một đối thủ quá yếu thì Chelsea vẫn vượt trội về sức mạnh với những cầu thủ dự bị. Ở phía bên kia sân, đội khách Plymouth không thể so sánh về đẳng cấp và trình độ so với đội chủ nhà nên nhiều khả năng huấn luyện viên Schumacher sẽ có được sự nhân sự hợp lý để không ảnh hưởng tới mục tiêu lên hạng hai của họ. Trong quá khứ hai đội chưa từng chạm trán nhau bất cứ lần nào, vì thế đây cũng là trận đấu rất đáng chờ đợi với đội khách Plymouth khi được gặp đối thủ ở giải ngoại hạng. Xét về phong độ, trong 5 trận gần nhất Chelsea có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, còn Plymouth thì có 3 trận thắng và 2 trận thua. Ở trận này Chelsea chấp Plymouth 3 hòa. Với đẳng cấp vượt trội cộng với kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu cúp đã giúp Chelsea vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Vì vậy, không khó để người chơi lựa chọn thầy trò huấn luyện viên Tuchel để đặt niềm tin. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 3.3/4. Chelsea luôn áp đảo các đối thủ đến từ các giải đấu thấp hơn ở nước Anh, như đã từng đánh bại Chesterfield tới 5-1 cách đây gần một tháng đồng thời các cầu thủ ít được huấn luyện viên thu khổ cho ra sân rất muốn tìm kiếm cơ hội của mình ở những trận đấu dễ dàng như thế này. Vì thế nên nhiều khả năng Chelsea sẽ tạo ra một trận đấu có nhiều bàn thắng với Plymouth. Dự đoán Chelsea đánh bại Plymouth với tỷ số 4-1.